Mến chào các bạn đang quay trở lại với câu chuyện tâm nhãn của tác giả Bắc Nam. Chuyện đang được phát lúc 20 giờ hàng ngày trên kênh YouTube của Đam Mê Từng Chuyện. Và trước khi tới tập 35 thì các bạn nhớ xem rằng là Đam Mê Từng Chuyện đang mở để đăng ký nhận quà mừng sinh nhật 3 năm nha các bạn. Đây là một món quà mà team Đam Mê Từng Chuyện và một người bạn đã gửi tặng tới các bạn. Và món quà này hoàn toàn miễn phí. Link đăng ký và thông tin chi tiết thì mình có để dưới phần mô tả của video. Các bạn hãy dừng nghe video và đi đăng ký nhận quà sớm nha. Tại vì phần quà cũng có giới hạn thôi. Sau đó thì quay trở lại nghe tiếp tập 35 với mình. Một lượng thừa trước giờ vẫn chín chắn kiềm chế như vậy mà vừa gây ra một trận né mặt. Sau khi hiểu ra Kiều Huyền Lâm cười thầm đắc ý khi bắt được top của anh. Cậu bọc áo lồng từ trên giường bước xuống trước mặt Lương Thừa, làm anh phải lùi về sau hỏi, đẹp không? Lương Thừa giả vờ điềm tĩnh nói, đẹp. Kiều Uyển Lâm khoanh tay trước ngực hỏi tiếp, anh không muốn giải thích gì sao? Lương Thừa tự biết mình đối lý, giờ tài quẹt sọt mồ hôi trên mũi Kiều Uyển Lâm. Giải thế này ở Bình Hải chắc không mặc nổi đâu. Đừng có đánh trống làng em. Kiều Uyển Lâm hơi trừng mắt nhìn anh. Anh đột kích tới kiểm tra là đang nghi ngờ chuyện gì đúng không? Ý anh là gì đấy hả? Điển Vũ chẳng hiểu gì nhưng trực giác của cậu cho biết giữa hai người này có điều mờ ám. Sợ bị vạ lầy, cậu ta lặng lẽ nhích tới trước cửa phòng tắm. Đang mở cửa thì Lương Thừa thừa nhận. Anh ghen. Cảnh tượng này quên quá, nhưng vài diễn thì đã thay đổi rồi. Trong đầu Kiều Huyền Lâm chợt xuất hiện bộ dáng của mình năm xưa. Lương Thừa thẳng thắn với cậu. Từ tối qua người em nói chuyện điện thoại thì anh đã đoán mò lung tung, bà để mất ngủ cả ngày hôm nay chẳng có tinh thần. Xong việc vẫn cứ rối bời tới khi mọi người về hết, sau đó kích động tìm đến đàn đấy. Thật sự là Điền Vũ nhìn không nổi nữa rồi bèn cất tiếng nói. Chờ Giảng Lương, anh với Huyền Thần là quan hệ gì vậy? Lương Thừa trả lời, anh là bạn trai của em ấy. Ôi má ơi! Điền Vũ hoảng hốt nhảy tới xòm người này lại xăm soi người kia. Hai người chơi thật đó hả? Phải hồi xưa hai người đầm mờ tình thầy trò ngay bên cạnh tôi luôn đó hả? Kiều Huyền Lâm chê cậu ta tổ lái. Hồi xưa vẫn chưa nha. Lương Thừa bảo, cho nên bây giờ anh rất thận trọng mối quan hệ này. Chút mất hứng của Kiều Huyền Lâm cũng biến mất tăm. Từ giây phút nghe Lương Thừa thừa nhận anh ghen là cậu đã mềm lòng rồi. Buông hai cánh tay ra tiến về phía trước, đột nhiên Điền Phú chặn lại. Bớt giản đi, ta hiểu rồi, hiểu hết rồi. Điển Phú đứng xen vào giữa hai người. Chờ Giảng Lương, anh đừng hiểu lầm nhá, quan hệ của em với Huyền Thần vô cùng trong sáng thuần khiết, em là trai thẳng đó. Lương Thừa đẩy con kỳ đà này rồi nói, cậu có công thì cũng không liên quan tới em ấy. Kiều Huyền Lâm cởi áo lồng ra hỏi, vì tối nay, chơi chơi vui đi. Lương Thừa nói, nếu không cho anh lạc hậu thì để anh làm khán giả cũng được. Điển Phú đang muốn khoe khoang tác phẩm của mình nên càng nhiều người tham gia càng tốt. Mở máy lên, cậu ta giới thiệu về thiết lập trò chơi lượng phát hành cường điều địa vị của hậu kỳ lập trình. Lương Thừa hiểu sơ sơ, anh chưa từng đụng bất kỳ trò chơi gì, từ nhỏ tới lớn đã sống quá khó khăn, hoàn cảnh không tồn tại thứ gì gọi là giải trí. Ở độ tuổi ham chơi đã không còn điều kiện, nên bây giờ gần 30 tuổi càng không hiểu những thứ này. Nếu không thì cũng chẳng gây ra trò cười như hôm nay. Nghe xong Kiều Huyền Lâm cũng rất bồi phục. Bạn ơi, bạn siêu thiệt đó. Lương Thừa lại nảy ra chút cảm giác không công bằng nói. Bản chất của nó không phải là chỉ là chém chém giết giết thôi hả? Điển Vũ bảo, chờ Giảng Lương đừng ghê nữa. Thật ra em có hứng thú với anh hơn cả Huyền Thần nữa đó. Lương Thừa hồi tưởng lại ngày xưa Điền Vũ thêm quỷ chết của anh chẳng ngại ngùng gì mà mời anh chơi bóng rổ, nhưng ngài lại thẳng thắn chặn cậu ta luôn. Không khác mấy với những tựa game quy mô lớn bây giờ, âm thanh sôi nổi, đồ họa rõ nét, không nhìn rõ xử lý hậu kỳ. Điền Vũ vừa lên sàn là đã bỏ ra một đống đạo cụ đặc biệt. Kiều Huyền Lâm cũng chẳng chơi game nhiều nên chơi gà lắm, nhưng cậu thích cảm giác hóa thân vào nhân vật, chạy nhảy khắp nơi. Trải nghiệm những điều mà ngoài đời cậu không làm được. Hai người chơi đến là say mê. Lương Thừa ngồi tựa bên đầu giường cảm thấy lạc lõng, muốn tìm cảm giác tồn tại. Điển Vũ, lần này cậu về nước là đi công tác hả? Dạ.
Mình hợp tác với công ty game nào trong nước sao? Không phải về game. Thật ra em từ công ty lập trình nhảy sang một ekip hậu kỳ chuyên nghiệp rồi, lần này sẽ tham dự vào một dự án phim phóng sự. Nếu như quay ở trong nước thì Kiều Uyển Lâm liền nói, có chiếu trên đài truyền hình không, định lên kênh nào? Điển Vũ phủ nhận, hình như không chiếu trong nước đâu, đã quay một phần ở Mỹ rồi, còn một phần nữa quay ở Bình Hải. Phim phóng sự xuyên quốc gia họ có thể chiếu trên chuyên mục quốc tế của bọn ta nè. Kiều Uyển Lâm còn để tâm hơn cả giám đốc đài truyền hình, đề tài gì vậy? Đề tài này dữ dằn lắm nha. Điển Vũ nói là phóng sự về nhân vật một nhà sinh vật học mới giành được giải thưởng ở Mỹ đó. Nghe bao giờ chưa, phóng sự này ghi lại công việc nghiên cứu trước và sau khi đoạt giải. Kiều Uyển Lâm suýt nữa quẳng luôn con chuột kinh ngạc. Andrew hả? Máy chơi game được 20 phút thì sự chú ý của Kiều Uyển Lâm đã hoàn toàn nghiêng về phim phóng sự kia, kéo Điển Vũ lại hỏi tới hỏi lui. Đáng tiếc trước mắt Điển Vũ chỉ nắm được bấy nhiêu, cậu ta chỉ là một thành viên trong ekip hậu kỳ mà thôi, xem như là quan hệ làm thuê cho bên sản xuất. Lượng thừa thì càng chẳng có hứng thú, bất chỉ bất giác cũng đã ngủ mất tiêu. Vì chuyện này mà Kiều Uyển Lâm âm thầm phấn khởi hết mấy ngày liền, tuy rằng chuyện này cách cậu nghìn con phố với không tới. Thứ hai đi làm, cậu vẫn chạy phỏng vấn như bình thường, trước khi tan tầm thì nộp đơn xin nghỉ phép. Buổi tối trong nhà chỉ có cậu và Kiều Văn Uyên. Từ sau khi lập gia đình mới thì đây là lần đầu tiên hai cha con ở riêng với nhau, ai cũng thấy không quen lắm. Kiều Văn Uyên dứt khoát trốn vào vòng sách. Kiều Uyển Lâm ngồi ở phòng khách viết bản thảo, tiếng sấm vang lên. Quấy thủ cứ mưa một trận là lại lạnh hơn, cậu lười đứng dậy nên gửi quy chép cho Kiều Văn Uyên. Gì đó, có đem dù không? Trong phòng sách truyền ra tiếng nói điện thoại, Kiều Uyển Lâm dòng tay lên nghe. Sau khi bên trong cúp máy, cậu lại gửi thêm một tin nữa. Tối nay gì chưa khó? Kiều Văn Uyển từ phòng sách đi ra nói. Còn lo lắng thì có thể tự đi hỏi gì đó. Kiều Uyển Lâm rơi vào mâu thuẫn, bỏ điện thoại sang một bên. Về vai mẹ này, từ lâu cậu đã không dám gọi một cuộc điện thoại với đầy sự mong chờ nữa. Cứ sợ sẽ gây phiền toái cho người ta. Chắc là vì nỗi ám ảnh mà mẹ ruột đã để lại cho cậu. Kiều Văn Uyên về phòng tắm rửa, phòng khách tĩnh mịch chốc lát rồi vang lên tiếng mưa rả rích. Kiều Uyển Lâm viết bản thảo xong ôm gối nằm trên sofa cho qua thời gian. 10 giờ hơn, một chiếc xe taxi dừng trước nhà, cậu đứng dậy cầm dù ra cửa đón. Viện bảo chờ có chút chuyện, Hà Tiệp không chắc mấy giờ mới xong việc nên không bảo Kiều Văn Uyên tới đón. Xuống xe nhìn thấy Kiều Uyển Lâm mang dép lê dẫm lên những vũng nước mưa. Bà lúc này mới thấy hơi bất ngờ. Tán dù hơi nghiêng, Kiều Uyển Lâm mấp máy môi. Hà Tiệp kéo khuỷu tay cậu nói trước. Cảm ơn con trai. Kiều Uyển Lâm hơi sửng sốt, từ con trai này đã làm mở quan hệ huyết thống, vừa thân thiết vừa tự nhiên. Cậu cũng xấu hổ nghiêng đầu đi vào trong nhà. Kiều Văn Uyên vào bếp hầm đồ ăn, hình như Hà Tiệp mệt quá, quần áo cũng chẳng thèm thay, ngồi bên bàn ăn rót một ly trà nóng. Kiều Uyển Lâm nhìn ra được tâm trạng hơi suy sụp của bà, quan tâm hỏi. Chị ơi, chị không sao chứ? Hà Tiệp hoàn hồn trả lời như đang tâm sự. Phiền bảo trợ có một đứa bé mới sinh được 2 ngày nhưng bị ba mẹ vứt bỏ. Kiều Uyển Lâm hiểu cảm xúc của bà rồi hỏi. Vậy đứa bé đó phải làm sao bây giờ? Báo cảnh sát rồi, nếu không tìm được cha mẹ nó thì chỉ có thể đưa vào viện mồ côi thôi. Kiều Uyển Lâm chỉ biết khẽ an ủi. Có thể sẽ có một gia đình tốt nhận nuôi nó cũng có một cha mẹ khác thật sự yêu thương. Còn biết gì nghĩ tới lương thừa, tuy anh ấy đã phải trải qua nhiều chuyện khó khăn, nhưng đó không phải là lỗi của gì. Hà Tiệp nhìn cậu bằng ánh mắt cảm kích. Lúc trước thỉnh thoảng dì hay để tâm tới mấy chuyện vụn vặt, nếu như cha mẹ lương thừa không vứt bỏ nó, thì nó sẽ có cuộc sống như thế nào chứ? Phải bây giờ thì sao? Hà Tiệp nói, bây giờ dì không nghĩ nữa, dì chỉ muốn yêu thương nó, yêu thương con. Kiều Uyển Lâm hơi bất ngờ, cũng hơi ngại ngùng. Con cũng đang rất hạnh phúc, phải rồi, con cứ thắc mắc mãi tại sao lương thừa lại là họ Lương vậy? Mẹ ruột nó họ Lương. Đứa trẻ mới sinh không bao lâu thì bị vứt bỏ trên ghế dài ở bệnh viện. Trong lớp chăn cuốn có một mẩu giấy, bên trong ghi lương thừa, còn người mẹ thì không biết tung tích. Kiều Văn Uyên bưng mâm đồ ăn tới,
Kiều Uyển Lâm và Hà Tiệp nhìn nhau một cái, hiểu ngầm không tiếp tục nói chuyện này nữa. Hôm sau, Kiều Uyển Lâm xin nghỉ không thấy đài truyền hình, mới sáng đã tới một khách sạn sang trọng gần trung tâm tài chính quốc tế. Đây là trung tâm tài chính tấc đất tấc vàng ở Bình Hải. Trên đường xế hộp nối đuôi nhau, người lại váng ở đại sảnh khách sạn ai ai cũng móng mày. Kiều Uyển Lâm tìm một chỗ ngồi ở quán cà phê trong đó, sở một quyển sách liên quan tới ung thư hóa học ra. Tựa đề phụ của sách là một chuỗi những chuyên ngành, cậu đọc 3 lần vẫn chẳng hiểu. Cậu tới đây nằm vùng, Điền Vũ tham gia cuộc họp chuẩn bị dự án ở phòng hội nghị trong khách sạn này. Nghe nói hôm nay Andrew tới Bình Hải chắc cũng sẽ lộ diện. Kiều Uyển Lâm nghĩ nếu trời xanh đã cho cậu biết, vậy thì cậu nhất định phải nắm lấy cơ hội này, nếu không thì sẽ hối hận chết mất. Nhưng mà cậu cũng tự biết mình, muốn nẻo đường không thể nào lấy được tin tức này, cũng không phù hợp với thiết lập của tổ tiết mục. Nhưng trung tâm tin tức có rất nhiều tiết mục chất lượng cao, nếu như thực sự phỏng vấn được Andrew thì cậu có thể liên hệ sếp Tôn đợi những tổ đó làm việc. Còn nếu Andrew từ chối thì dù sao cậu đã gặp được một nhà khoa học đại tài, thế cũng đủ vinh hạnh rồi. Kiều Uyển Lâm hài lòng nhấp một hớp cà phê, vừa dở bìa sách ra thì WeChat nhận được một tin nhắn. Lương Thừa hỏi, em lấy sách của anh hả? Kiều Uyển Lâm bảo, anh có cần gấp không? Lương Thừa nói, không gấp nhưng đừng làm mất, khó mua lắm đó. Biết rồi, ngày mai em trả anh liền. Thế em đọc có hiểu không? Vì phương diện nghiên cứu của Andrew là tập trung vào ung thư nên Kiều Uyển Lâm hùa theo, cầm ra tạo nét ấy mà, câu trả lời. Họ mơ chiếu thôi, giống như xem tiểu phẩm kịch ấy mà. Phòng hội nghị ở lầu 18 giữa trường Điền Vũ được nghỉ nên có đi xuống dành một lần, nói Andrew vẫn chưa tới, trước mắt là trợ lý phòng nghiên cứu đang phụ trách. Kiều Uyển Lâm kiên nhẫn chờ đợi, bên ngoài lất phất mưa, sàn đá cẩm thạch trong khách sạn dính vết dày ẩm ướt qua lại. Cổ lao công phải lao đi lao lại suốt. Cà phê cũng đã hết độ ấm, một dãy đồng hồ hiển thị múi giờ các nước trên tường đang tích tắc trôi qua. Những người đàn ông đi qua có già có trẻ, có người ăn mặc thời thường, có người mặc áo phục dày da. Kiều Uyển Lâm đánh giá từng người một. Cậu ngồi tới khi eo mỏi lưng đau, đứng dậy lượn một vòng hoạt động gần cốt. Tới chiều có một nhóm khách tiến vào làm thủ tục thuê phòng. Dưới hiên cổng khách sạn là một loạt xe hơi cao cấp. Nhân viên phục vụ kéo cửa xách hành lý một cách thành thạo. Sau một thoáng bận rộn qua đi thì một chiếc xe taxi từ từ dừng lại. Một người phụ nữ trung niên và một bà cụ từ trên xe bước xuống, hình như là hai mẹ con tới Bình Hải du lịch. Vệt nước trên sàn lát gạch chưa kịp lau khô. Qua cửa xoay, người phụ nữ trung niên đi sau nghe điện thoại, bà cụ một mình bước vào nên trượt chân. Kiều Uyển Lâm đứng cách đó không xa, kịp thời lao tới đỡ nói, bà ơi, cẩn thận. Người phụ nữ cướp điện thoại đuổi theo, cô mặc đồ đơn giản thoải mái nhưng phong thái thì lại rất khó gần, thậm chí còn hơi nghiêm túc nói, cảm ơn cậu. Không có gì. Kiều Uyển Lâm bất giác xoay người nhìn theo, người phụ nữ dìu bà rời khỏi đó, đi tới trước quầy làm thủ tục, chắc là muốn tìm một chỗ nghỉ chân nên đi về phía quán cà phê. Hai tay Kiều Uyển Lâm đút túi, bỗng nhiên cậu thấy thiếu gì đó. Cậu quên lấy quyển sách kia rồi. Khách trong quán cà phê hơi nhiều, chỗ Kiều Uyển Lâm ngồi đã nằm ngoài rìa nên càng vắng vẻ. Người phụ nữ mới nãy đi ngang qua bàn nhác thấy cuốn sách chợt dừng lại. Bà cụ nói, của người khác để lại hả? Người phụ nữ không lên tiếng, cầm lấy mở ra trang bìa, ở bìa trong viết một cái tên. Lúc này Kiều Uyển Lâm quay lại, đầu tiên mừng rỡ vì sách chưa mất, kế đó là cảm thấy cuốn sách này chắc là khó mua thật hoặc là bản giới hạn, nếu không thì sao người kia lại thấy bẩn thần như vậy chứ. Cậu cất lời, cô ơi, cuốn sách này là của con. Người phụ nữ ngước mắt lên nhìn cậu hỏi, cậu tên Lương Thừa hả? Không đợi Kiều Uyển Lâm trả lời, từ thang máy có một người đàn ông ngoài cũng chạy tới, bộ dạng gấp gáp như trợ lý của sếp Tổng vậy. Tới trước mặt, anh ta thở hổn hển, từ từ lấy lại hơi thở đều đặn. Người phụ nữ vẫn nhìn chằm chằm Kiều Uyển Lâm không thèm để ý. Người đàn ông ngoại quốc không hiểu sao bên hỏi, Andrew, chị vẫn ổn chứ? Kiều Uyển Lâm thực sự không ngờ Andrew lại là nữ. Cậu sợ mình nghe nhầm hoặc là có hiểu lầm gì khác nên thành khẩn nói,
Con xin phép hỏi một chút, cô thực sự là nhà sinh vật học Andrew hả? Ánh mắt người phụ nữ kia không hề di chuyển, vẫn nhìn cậu đau đáu cũng không hề phủ nhận. Kiều Uyển Lâm không quan tâm nhiều tới thế, mang tâm thái thà nhận sai người chứ không thể bỏ qua được. Cậu lập tức tự giới thiệu. Chào cô, con họ Kiều, là phóng viên tin tức của đài truyền hình Bình Hải. Vẫn chưa nói tiếp thì người đàn ông ngoại quốc đã dùng vốn tiếng Trung không được lưu loát của mình để ngắt lời cậu. Ở đây không nhận phỏng vấn, mời cậu đi cho. Andrew phất tay ý bảo người đàn ông kia đừng phá rối, sau đó hỏi Kiều Uyển Lâm như đang xác nhận lại vấn đề trước đó. Tên cậu không phải là Lương Thừa sao? Kiều Uyển Lâm tưởng cô sợ cậu nhận vơ bền đáp. Lương Thừa là anh trai con, đây là sách của anh ấy. Người đàn ông ngoại quốc đi tới trước quầy làm thủ tục. Andrew lại liếc lên cái tên bìa ở trong, đóng sách lại vẫn chưa trả cho Kiều Uyển Lâm. Kiều Uyển Lâm vẫn chưa chịu từ bỏ. Chuyện cô đoạt giải nhận được rất nhiều sự quan tâm ở trong nước, đặc biệt là Bình Hải. Thật là đài truyền hình bản địa, con rất mong được làm một chuyên mục cho cô. Mặt Andrew cũng chẳng hề có xúc cảm nào, không có vẻ như đã dao động, đôi mắt hơi híp lại vương chút lạnh nhạt mà không có gì để xâm nhập được. Người đàn ông ngoại quốc làm thủ tục xong thì đi tới. Kiều Uyển Lâm cố gắng lần cuối. Cậu không có danh thiếp nên rút ra một tờ giấy ăn viết họ tên số điện thoại của mình đẩy tới trước mặt Andrew. Đây là số điện thoại cá nhân của con sẽ không làm phiền cô thêm lần nào nữa, cũng sẽ không tiết lộ lịch trình của cô. Nhưng dẫu sao thì con cũng rất vinh hạnh khi gặp được cô, chào mừng cô về Bình Hải. Nói xong, Kiều Uyển Lâm cầm túi lên rời khỏi quán cà phê, ra khỏi cửa lớn bước lên con đường thương mại phồn hoa náo nhiệt. Xung quanh toàn là những biển quảng cáo lớn và những chiếc xế hộp lướt ngang qua. Cậu dùng chân dừng tay trái nắm lấy cổ tay phải. Cậu đang học cách đếm nhịp tim của Lương Thừa. Trời xanh ơi, tuy là cậu nằm vùng rốt nhưng không ngờ lại gặp được Andrew trong tình huống này. Hình như còn được dìu mẹ của Andrew nữa, là người đã bồi dưỡng nhà khoa học đó. Dù phần trăm Andrew nhận phỏng vấn bằng không nhưng cậu vẫn kích động lắm. Từ khi đi làm tới nay thì đây là lần đầu tiên cậu được tiếp xúc với nhân vật cấp cao như vậy. Hơn nữa tới cả sếp còn chưa được gặp mà cậu đã gặp rồi. Kiều Uyển Lâm suýt nữa thì làm động tác chúc mừng ngay tại chỗ. Cơn mưa ngày càng lớn lộp độp vào mặt cậu, khiến bản thân cậu bình tĩnh hơn một chút. Ở bệnh viện Nhược Đàm, một ca phẫu thuật bắt cầu động mạch vành chuẩn bị kết thúc. Máy đo lưu lượng đánh giá tình trạng lưu lượng máu sau đó rút khỏi hệ thống cố định. Ánh mắt Lương Thừa cũng thầm trầm, cẩn thận tiến hành cầm máu thành ngực và khối thần kinh biên sườn. Khẩu ngắt quãng đem lại vị trí cơ ngực chính. Anh nói thế đồng thời rời tay khỏi những dụng cụ sắp phải sử dụng. Phẫu thuật hoàn tất, giây phút đèn mổ tắt lịm thì tầm mắt đã tối sầm. Lương Thừa cụp mắt xuống làm dịu rời khỏi phòng phẫu thuật đi thay quần áo. Bên ngoài trời đã đổ mưa lớn rồi, Lương Thừa mua ly cà phê nóng ở máy bán hàng tự động, về văn phòng mở máy tính lên tiếp tục viết luận văn còn dang dở. Điện thoại vang lên, anh liếc mắt một cái rồi nghe máy. Là Kiều Uyển Lâm gọi, giọng nói to hơn bình thường. Lương Thừa vừa nghe vừa nhìn ngoài cửa sổ nói. Sắp ta làm rồi, có mang dù không để anh xuống đón em? Em đã vào khu khám bệnh rồi. Vậy em tới văn phòng đi. Đi thang máy nhớ tránh căng cứu thương ra. Điện thoại cúp, bác sĩ Phùng trêu ghẹo. Ai gọi mà làm bác sĩ Lương trở đến dịu dàng thế cơ chứ? Lương Thừa hoàn toàn không nhận ra. Có hả? Có đấy, phết lại hơn nửa tháng rồi bác sĩ Lương chưa nhận được khiếu nại nào phải không? Đàn ông đột nhiên đổi tính đổi nết, một là bị đá hay là bị người ta thu phục rồi. Bác sĩ Tiểu Hồ trẻ tuổi nhất hỏi thẳng. Anh Lương chỉ giàu làm nghề gì thế? Lương Thừa suýt nữa thì bị lừa vào trong, lập tức khừng lại hai giây. Đủ rồi đó mấy người này, lúc ấy là em trai Tiểu Kiều của tôi. Đúng lúc Kiều Uyển Lâm xuất hiện trước cửa, cậu đến đây rất nhiều lần rồi nên ai cũng quen cả. Vừa khéo thời tiết bắt đầu lạnh nên mua trà sữa nóng cho mọi người luôn. Mọi người khen cậu chu đáo, mỗi người cầm một ly tự đi làm ấm dạ dày. Kiều Uyển Lâm mua sô-cô-la nóng cho Lương Thừa, còn mình thì uống trà kem phô mai thêm pudding. Lương Thừa nói, em cố làm hả? Kiều Uyển Lâm cười, hôm nay em xin nghỉ, bận xong thì muốn tới đón anh. Lương Thừa nhấp sô-cô-la nhìn cậu, dù sao cũng ở trong văn phòng, nhìn lâu quá sợ người khác phát hiện ra manh mối gì,
Cứ một chốc lát rời tầm mắt rồi lại bất giác quay sang nhìn, thấy sự vui vẻ tràn trề trên gương mặt cậu. Trọng điện thoại cũng nghe ra được, ở dưới gầm bàn Lương Thừa đã nhảy một cái hỏi, sách của anh đâu? Kiều Uyển Lâm lấy sách từ trong cặp ra rồi nói, cuốn sách này của anh không còn là một cuốn sách bình thường nữa đâu anh nhé, bây giờ nó là cuốn sách đã từng được Andrew dở ra rồi đó. Lương Thừa thầm nhủ thảo nào hiếu kỳ hỏi, nó giúp em tóm được Andrew thật hả? Kiều Uyển Lâm đang ngóng chờ được hỏi, nghe thế lập tức tường thuật lại những chuyện đã xảy ra trong khách sạn, khi kết luận còn cảm thán. Tuy là cũng có người chọn tên dành cho nam, nhưng em thực sự đã tưởng nó là đàn ông đấy. Lương Thừa không có vẻ là hứng thú, tới giờ tan tầm, nhân lúc mọi người cúi đầu thu dọn, anh giơ tay lên quẹt lớp kem béo trên chóp môi Kiều Uyển Lâm. Anh cởi áo blue ra, Lương Thừa mặc áo lông cừu màu đen, rời văn phòng, đi trên hành lang gặp được đồng nghiệp trên bộ phận công ích. Kiều Uyển Lâm đi trước nhấn thang máy, còn anh dừng lại chào hỏi đôi câu. Bệnh nhi chuyển tới từ dưới huyện đang dần hồi phục, viện phí cũng đã giải quyết xong. Bởi vì đây là ca bệnh cho Lương Thừa phụ trách liên hệ và chữa trị nên anh cần ký tên. Đồng nghiệp nói, cặp vợ chồng kia cũng là người thành thật, cứ nằng nặc đòi gặp mặt người đã quyên góp để cảm ơn, năn nỉ tôi cả trăm lần đấy. Trên nguyên tắc thì thông tin người quyên góp phải được bảo mật, cũng không cần mang ơn gì, Lương Thừa nói. Hay là để tôi từ chối giúp cô, tôi không sợ đóng vai phản diện đâu. Không sao đâu, tôi đã hỏi ý kiến người quyên góp, đối phương đồng ý rồi. Lương Thừa tháo nắp bút ra lật tập hồ sơ, lật mấy trang tới trang thông tin cá nhân của người quyên góp. Anh dừng lại nhìn một lúc rồi lật thẳng tới trang cuối. Ký tên xong anh nói, vất vả rồi. Trên đường Kiều Uyển Lâm trò chuyện WeChat với Điền Vũ, tới khi điện thoại sắp hết pin mới chịu buông. Cửa sổ xe xịt mù nước mưa, khó khăn lắm mới nhận ra được mình đang đi qua. Hôm nay không về Minh Hoa, Minh Hồ hả anh? Lương Thừa không trả lời, tay cầm vô lăng cũng không có vẻ như đang thờ thần. Kiều Uyển Lâm quay đầu nhìn lại, duỗi tay ra chọc cánh tay anh. Nè anh! Lương Thừa hoàn hồn đáp, chuyện gì vậy? Kiều Uyển Lâm thấy là bèn hỏi, anh lái xe mà đẩy đầu óc đi đâu thế hả? À, không có gì. Anh túm lấy cánh tay Kiều Uyển Lâm siết chặt nói, tới chỗ anh đi, anh làm ấm chăn cho em. Về tới chung cư, tầng hầm giữ xe tỏa ra hơi lạnh, bảo vệ sành làm cả đêm đã mặc đồng phục mùa đông, gá vẫy tay. Cậu Lương, có bưu kiện của cậu nè. Thỉnh thoảng Lương Thừa cũng nhờ bảo vệ nhận hàng dùm, nhưng gần đây anh không lên mạng mua sắm, kiểm tra đơn thì thấy đúng địa chỉ của mình, nhưng người nhận lại là họ Kiều. Kiều Uyển Lâm vội vàng ôm lấy rồi nói, em mua ít đồ dùng thường ngày để ở chỗ anh, không ngờ tới nhanh thế. Hai người tiến vào thang máy, Lương Thừa cảm thấy trong nhà có thiếu thứ gì đâu, những gì có thể chuẩn bị đều đã chuẩn bị hết rồi. Anh liếc mắt nhìn gói bưu kiện, bên ngoài hộp giấy cuốn ly lông đèn kín bưng, thông tin sản phẩm thì ít ỏi. Kiều Uyển Lâm cứ giấu giấu ra sao giống như không thể công khai vậy. Lương Thừa nói, đừng có mua sản phẩm ba không đấy nha, về nhà bỏ vào phòng tắm trước đi, anh khử trùng cho em để hắn dùng. Ồ, Kiều Uyển Lâm mím đầu môi, em tự làm được mà. Về đêm nhiệt độ xuống thấp, điều hòa ở giữa phòng cũng đang vận hành, cửa kính thì tích một màn sương mỏng. Lương Thừa đi tắm trước, hơi nóng làm ấm phòng tắm. Khi Kiều Uyển Lâm vào tắm thì sẽ không bị lạnh. Cậu tắm rất lâu, tắm xong quần áo choàng đứng dậy, trên bồn rửa tay móc bưu kiện ra. Vệ sinh khử trùng lau sạch để cho bác sĩ Lương khỏi soi mói. Bên ngoài yên tĩnh không có tiếng động. Lương Thừa ở trong phòng sách nghiên cứu luận văn lạch cạch. Anh nhạy cảm quan sát cửa từ trong gương, gọi với qua khe cửa để hở. Lại đây. Kiều Uyển Lâm thay đồ ngủ, chùm một tấm chăn mỏng, mang dép bồng đi tới bên ghế bị Lương Thừa túm sau eo, lảo đảo giữ lấy tay vịn. Nhìn màn hình máy tính, anh thấy đang viết sách. Trời à, cậu nói, anh đang bận hả? Ờ, anh bận viết luận văn. Kiều Uyển Lâm xa ấn đường, anh không cần cho mày cũng đã thấy đầy xa cách. Mấy thứ như khí chất này nọ chắc là do trời sinh. Bất chợt trong não cậu thoáng ra biểu cảm của Andrew. Lương Thừa vỗ lên đùi mình hỏi, có muốn ngồi với anh một lúc không? Kiều Uyển Lâm lắc đầu.
Lương Thừa hơi bất ngờ vứt hết thể diện đi luôn năn nỉ. Ông trời con, hình như lầm tờ của cậu cháy rồi. Kiều Huyền Lâm khá lớn lử nhưng không ngờ thì vẫn nhẫn tâm từ chối lần nữa. Anh viết một mình đi, em đi ngủ trước đây. Lương Thừa không miễn cưỡng cậu nữa, một mình trong đèn làm việc. Bầu trời đêm phía sau lưng xẹt lên mấy tia sét, ánh sáng màu trắng bạc nở rộ thành hoa, sau đó biến mất dần trong mưa gió. Khoảng hơn một tiếng sau, ngón tay gõ bàn phím đồng cứng, cuối cùng Lương Thừa cũng tháo mắt kính xuống, tắt máy đứng dậy, kiểm tra điện nước cửa nèo một lượt, sau đó về phòng ngủ. Đèn ngủ bật sáng, Kiều Huyền Lâm nằm giữa đường giường lớn, đầu bắt đầu nằm vùi vào khe hở giữa hai cái gối. Lương Thừa nhẹ nhàng lên giường, đang suy nghĩ xem phải kéo cậu lại gần như thế nào, bỗng nhìn lại thấy chiếc quần ngủ vứt ở cuối giường. Anh mò tay vào trong chăn, da dẻ trơn mịn. Kiều Huyền Lâm hừ một tiếng ngoảnh mặt lại, từ cằm tới gần cổ đều lồi lên, đầu tóc thì rối bù để sự lộ quyến rũ rất ít khi thấy lúc thường. Lương Thừa nhìn chằm chằm chốc lát, hoài nghi vén chăn lên. Kiều Huyền Lâm nằm ở trạng thái nằm ngửa, áo ngủ bằng bông mềm mịn cuốn lên eo, bụng để phơi ra, bên dưới chỉ có một chiếc quần lót lật mép. Trên ráp giường màu xám đậm, một đoạn dây màu trắng lột ra khiến người ta không thể làm lơ được. Lương Thừa cầm lấy rút ra, đầu còn lại nằm dưới lưng Kiều Huyền Lâm. Cậu vừa thẳng eo là tỉnh giấc, muốn ngồi dậy nhưng không có sức, chỉ rướn người lên. Lương Thừa rút ra một ngón đồ chơi hình tròn giơ lên hỏi, cái gì đấy? Ngay lập tức Kiều Huyền Lâm trợn tròn hai mắt hoang mang, đối diện với sắc mặt của Lương Thừa cậu trả lời, trứng rôm. Cả ngày hôm nay mổ lồng ngực cho người ta, rồi vùi đầu viết luồn phản, đầu óc Lương Thừa phản ứng hơi chậm một chút hỏi. Cho nên em không muốn ngủ ngồi với anh là vì để chơi món đồ này ở trong phòng ngủ. Không phải chơi. Kiều Huyền Lâm lúng túng nên cứ liên tục nuốt nước bọt. Em chỉ thử thôi. Lương Thừa nhớ tới gói bưu kiện đen xỉ kia liền hiểu hết rồi nói. Đây là đồ dùng hàng ngày mà em mua đó hả? Sau đầu Kiều Huyền Lâm dán chặt vào đầu giường cố gắng biện giải. Cũng tính là hàng ngày mà. Thực sự không nhìn được mà phì cười nhưng cũng tức giận. Mày nó, còn dùng hộp lớn như thế. Kiều Huyền Lâm mím chặt môi, vươn tay sờ ngăn kéo trên đầu giường rồi kéo ra. Bên trong còn những thứ khác tận mấy loại, bao gồm cả một gói áo mưa và chất bồi trường thăng kèm. Rốt cuộc Lương Thừa cũng chịu thua cậu. Kiều Huyền Lâm, cho đòi em nghĩ cái gì vậy? Em không có kinh nghiệm, sợ sức khỏe của mình không chịu nổi. Kiều Huyền Lâm nam, cho nên mới tiến hành từng bước một, dùng thử đồ chơi trước xem sao. Lương Thừa đang kiềm nén, hơi thở đã bắt đầu thay đổi. Phải em dùng chưa? Kiều Huyền Lâm cố ra vẻ bình tĩnh. Đúng là được cười, có nhét vào được đâu. Lương Thừa không biết mình đã tạo ra bao nhiêu nghiệp chướng, vừa nhìn cười vừa kiềm nén dục vọng đang bị đốt cháy. Anh sắp phát điên rồi. Anh mút lấy đầu môi Kiều Huyền Lâm vứt cái gọi là đồ chơi kia xuống sàn. Kiều Huyền Lâm phân tâm, cậu trường hỏng của em. Lương Thừa để thấp giọng cảnh cáo cậu, em nên lo lắng cho bản thân mình có hỏng hay không thì hơn. Tìm Kiều Huyền Lâm đập loạn nhịp, bây giờ sơ thầy theo phản ứng có điều kiện, nhưng khi đình trệ lồng ngực thì từ từ dừng lại. Cậu cuộn tròn ngón tay lấy súng khí bám lên bảo vai Lương Thừa. Cậu có dự cảm vừa như quyết tâm cũng như đang tỏ ra đáng thương quên mất gọi tên anh ơi. Lương Thừa mò tay vào ngăn kéo chẳng quan tâm là thứ gì, hồn liên tục không ngừng, cơ thể để xuống cũng thật chắc. Tình yêu dục vọng và trân trọng hòa lẫn vào nhau, giống như anh đang mất cân bằng hormone vậy. Sợ bỏ quên chừng mực và nặng nhẹ nên hết lần này tới lần khác anh đều đóng vai chính nhân quân tử. Nhưng Kiều Huyền Lâm vừa yếu ớt vừa tràn đầy sức sống, thực sự là một ông trời con vô liêm sỉ, chẳng bao giờ chịu anh yên tâm. Lương Thừa chìm đắm trong giấc mơ chân thực này, tới ranh giới không thể tự thoát khỏi nữa. Anh dùng chút lý trí còn sót lại để dặn dò như một bác sĩ trước khi mổ. Kiều Huyền Lâm, có thể sẽ đau đó. Mà sau đó trong ánh mắt sáng lấp lánh của Kiều Huyền Lâm, anh lại dịu dàng dỗ dành. Nhưng mà anh không thể dừng lại được nữa rồi.
Lường Thừa nằm nghiêng, trong mơ có người đang kéo giữ anh. Anh mở mắt ra thì thấy Kiều Uyển Lâm đang mơ màng túm lấy ngón tay. Anh hiểu ý vòng tay qua vai cậu, giúp cậu xoay người. Đã qua nửa đêm, mưa đã tạnh, ở tầng 52 yên tĩnh. Lường Thừa thủ thỉ nói, muốn gì nữa không? Bấy giờ cậu cửa quầy một chút thôi, Kiều Uyển Lâm cũng không còn sức. Cổ họng thì nhão nhẹt như nuốt phải hai cân bánh trôi nói, khát nước. Nước ở đầu giường cũng lạnh buốt. Lường Thừa xuống giường đá mở hỗn hợp trên thảm, ra phòng ăn rót nước rồi quay trở lại. Đỡ gáy Kiều Uyển Lâm đút nước lại không nhìn được mà bật cười. Kiều Uyển Lâm ngước mí mắt lên nhìn lông mì ướt nhẹp, trong dư vị mờ ám lẫn chút hiếu kỳ, nhưng cũng rất buồn ngủ, vừa nhìn anh mà vừa chớp chớp mắt. Lường Thừa cười, cảm giác như đang chăm sóc bệnh nhân ấy hả? Kiều Uyển Lâm uống nước xong thì nằm xuống ngậm chặt miệng nên bầu không khí vô cùng yên tĩnh. Lường Thừa nằm nghiêng nhìn cậu, một tay chống đầu, tay còn lại vỗ lên chân. Lặng thinh hồi lâu, Lường Thừa nói, lại không kêu nữa hả? Nhưng Kiều Uyển Lâm xấu hổ lắm, cả đêm này đã rất xấu hổ rồi nên không chịu phát ra âm thanh nào. Cơ thể mềm èo nhưng dục vọng thì rất bướng bỉnh, dù Lường Thừa có dỗ ngọt hay gọi cậu thế nào đi chăng nữa. Trước mắt thoáng qua rất nhiều hình ảnh, Lường Thừa mặc đồng phục trắng từ trên trời bay xuống trần gian cứu cậu, rồi hình ảnh bọn họ ở tiệm sườn xám, ở trường số 7 và ở Đức Tâm, bỏ hoa lù lì để lại ở hồn lễ cuối cùng đã đi về đâu. Ngày tháng năm đó, ngày năm tháng 8 là kỷ niệm không hẹn với người khác, Lường Thừa tỏ tình vào tháng 10, vậy hôm nay thì sao? Một đêm mưa đầu đông, sau này nhớ lại chắc sẽ mặt đỏ tim đập như bây giờ mất. Cậu muốn khóc quá, một nửa là do mất khống chế phản ứng cơ thể, nửa còn lại vì giấc mơ thành hiện thực, những suy nghĩ kiểu diếm thời non dài trong tối nay vừa yêu vừa sợ, tất cả đều khuất phục trước sự dịu dàng và cả đau đớn mà Lường Thừa mang tới. Còn có chút thẹn thùng, Lường Thừa từ phía sau nhấc một tay cậu lên, nghe tiếng chuông reo lanh lảnh. Thiếp ngủ trong cơn mê, đôi môi sưng đỏ hé mở, rảo giây phút cậu sắp ngất lịm, lẩm bẩm gọi tên Lường Thừa. Đèn ngủ vẫn sáng, Lường Thừa vẫn cố gắng không lẫn lộn Kiều Uyển Lâm 24 tuổi và Kiều Uyển Lâm 16 tuổi. Nhưng Kiều Uyển Lâm lại không được tính tỉnh táo bằng, cứ lẫn lộn Lường Thừa vào giờ phút này, ân nhân cứu mạng 20 tuổi và bị khách thuê phòng xấu xa xem cậu như cún con. Lại buồn ngủ rồi, không quên kéo cao góc chăn che bớt sự thèn thùng. Lường Thừa lại kéo xuống hôn nhẹ lên trán cậu. Kiều Uyển Lâm nhắm mắt lại nói, anh ơi, ôm em ngủ. Thành phố sau cơn mưa thấm đượm một màu xanh trong vắt. Sáng sớm trên bầu trời rủ một dải cầu vồng như ẩn như hiện. Lường Thừa bị báo thức gọi dậy, nhặt điện thoại ở dưới giường lên tắt đi. Anh không gọi Kiều Uyển Lâm dậy. Đợi tới hơn 9 giờ điện thoại vang lên lần nữa, hiển thị người gọi tới là tổng biên tập Bảo. Có thể là sức xuyên thấu của giọng Bảo xôn xơn quá lớn nên Kiều Uyển Lâm cũng tỉnh, rủi chẳng mấy cái mở mắt ra thấy Lường Thừa đứng bên cửa sổ, tỏ vẻ bất đắc dĩ mà nghe chửi thay cậu. Tôi xin lỗi, còn hạ giọng nữa chứ, Lường Thừa nói. Em ấy không được khỏe lắm, phải xin nghỉ một ngày. Bảo Xuân Sơn hơi nghi ngờ nên không phê duyệt, Lường Thừa nói, hôm qua em ấy mệt quá. Đây là sự thật, sau đó chấp vá nguyên do. Dù sao muốn gặp được Andrew thì cũng không phải chuyện dễ dàng gì, nhưng em ấy đã làm được rồi. Bảo Xuân Sơn càng nghe thấy vớ vẩn liền hỏi, mệt thế nó không nghe điện thoại luôn hả, còn cậu là ai? Lường Thừa trả lời, tôi là anh trai của em ấy họ Lương. Bảo Xuân Sơn ngẫm nghĩ một hồi rồi cúp máy. Lường Thừa thầm nhủ, sao mà cục xúc thế chứ, hoàn toàn không nhớ ngày xưa mình đã từng quẳng con trai người ta vào thùng rác. Anh quay về bên giường, Kiều Uyển Lâm ghét lạnh nên rúc vào trong chăn, mặt đỏ bất thường. Lường Thừa sờ tay sờ chán cậu nóng quá, lập tức lấy nhiệt kế ra đo, 38 độ rưỡi. Tối qua tẩy rửa kịp thời lại còn rất cẩn thận, chắc là lúc trước không đắp chăn nên nhiễm lạnh. Lường Thừa cho Kiều Uyển Lâm uống thuốc hạ sốt rồi hạ nhiệt độ vật lý, bấy giờ thành chăm sóc bệnh nhân thật. Đến buổi chiều, Kiều Uyển Lâm đau đầu chóng mặt lại sốt cao, ăn cháo thì cũng nôn ra.
Lường Thừa lấy áo lông dài bọc cho cậu rồi lái xe tới bệnh viện chuyển nước biển. Vào đông hạ nhiệt độ liên tục nên bệnh nhân bị cảm sốt ngày càng nhiều. Trong phòng truyền dịch ngày nào cũng rơi vào trạng thái quá tải. Xếp hàng đâm kim xong, Lường Thừa xách túi nước biển được Kiều Uyển Lâm về khoa ngoại tim mạch cho cậu nằm trên sofa trong phòng nghỉ. Kiều Uyển Lâm đổ bệnh một cái là mất hết khí chất thông minh, vỏ ngoài xinh đẹp biến thành hiền lành ngoan giống như một lọ hoa không chạm vào vậy. Cậu rất nghe lời vì sức khỏe yếu ớt cũng vì hôm qua hăng hái mua trà sữa, hôm nay lại trông bết bát như vậy sợ các đồng nghiệp đón mỏ lung tung. Bác sĩ Tiểu Hồ đẩy cửa đi vào cho một quả táo rồi nói, người nhà bệnh nhân cho này ngọt lắm, anh Lương gọi cho phóng viên Kiều đi. Bác sĩ Phùng cầm chăn lông và túi chữa mấm của mình tới, chủ nhiệm Mạnh thì dặn dò người trẻ tuổi phải biết chú ý sức khỏe. Tổ trưởng Vạn nghề tin cũng tới thăm, xách theo một hộp gà hầm mua ở căng tin. Trên bàn trà bày đủ thứ đồ, Lương Thừa bình luận, được mọi người yêu thích quá hả? Mọi người nể mặt anh thôi. Kiều Uyển Lâm hạ sốt rồi nên có sức nói chuyện. Em đỡ nhiều rồi anh đi làm việc đi. Lương Thừa không đi. Không sao, anh chuyển ca làm rồi. Từ nhỏ mỗi khi có bệnh nặng bệnh nhẹ gì, Kiều Uyển Lâm cũng đều tới bệnh viện tuyến 3. Không có bác sĩ hay y tá nào mà cậu không quen cả. Gặp được thực tập sinh chưa quen đường cậu còn có thể chỉ dẫn người ta nữa. Bây giờ thì giỏi rồi, có chuyện gì hay không cũng tới nhược đàm. Cậu cười nói, em không dùng bảo hiểm y tế của bệnh viện tuyến mà lại lén lút tới đây làm VIP của anh, đây có gọi là em phản bội ba mình không? Lương Thừa nói, nếu hôm nay em tới bệnh viện tuyến mà chú Kiều mà biết chắc chắn sẽ đánh anh một trận mất. Kiều Uyển Lâm ghé tới gần khẽ hỏi, ý anh là biết ba em biết em đổ bệnh hay là biết chúng ta? Cậu thấy hơi hối hận, gần đây lại quên lót đường rồi, tốc độ lót đường hoàn toàn không theo kịp tốc độ phát triển của bọn họ. Lương Thừa cảm thán, xem ra anh không có cha mẹ quản thúc cũng là chuyện tốt đấy chứ. Ý anh nói là cha mẹ ruột và cả sự quản thúc nếu được lớn lên cho một gia đình bình thường. Tuy rằng có hà tiệp nhưng trải qua những chuyện đó rồi, bà cũng sẽ không can dự vào bất kỳ quyết định nào của anh nữa, cũng không đủ tư cách về mặt pháp lý. Kiều Uyển Lâm từng đặt mình vào vị trí Lương Thừa, nhưng đáng tiếc việc đồng cảm không đơn giản như thế, cậu hỏi. Anh có muốn tìm lại cha mẹ ruột của mình không? Lương Thừa trả lời rất nhanh, không. Anh không tò mò bọn họ là người như thế nào sao? Kiều Uyển Lâm từng xem những tin tức sống như vậy. Nguyên nhân cha mẹ vứt bỏ con mình mấy năm nay sống như thế nào là nỗi lòng rất nhiều đứa trẻ ấp ủ suốt cả đời. Lương Thừa cũng từng tưởng tượng giây phút họ vứt bỏ anh, sửa bất đắc dĩ và giải thoát thì cái nào nhiều hơn. Mấy chục năm này không có sự tồn tại của anh, họ cảm thấy gỡ bỏ được gánh nặng hay là thỉnh thoảng cũng bị kéo vào nỗi áy náy. Nghĩ tới nghĩ lùi mới nhận ra bản thân mình vốn chẳng hề quan tâm, anh không khát khao cũng chẳng oán hận tùm giúp người ta đòi nợ, những khoản nợ mà cha mẹ nợ anh thì thôi mà kệ đi. Còn về phần tò mò, Lương Thừa xoay mặt vào mình nhìn điện thoại, đùa giỡn. Mẹ anh chắc là một người phụ nữ đẹp. Kiều Uyển Lâm cười gật gù tán đồng. Bà anh chắc cũng rất đẹp trai, dáng cũng cao nữa. Lương Thừa hở hứng nhếch khóe miệng, không muốn bàn luận chủ đề này nữa. Sắp chuyển dịch xong, anh sẽ băng dán trên mu bàn tay Kiều Uyển Lâm rồi rút kim ra. Thần nhiệt hạ xuống 37.6. Kiều Uyển Lâm không còn thấy khó chịu nữa nhưng vẫn hơi chóng mặt. Cậu được Lương Thừa dìu khỏi rời văn phòng. Thời gian này trong khu khám bệnh không có bao nhiêu người. Ghế dài ngoài hành lang trống trơn chỉ có một bóng người quanh quẩn trước cửa phòng khám. Bóng người kia cao gầy, ăn mặc lịch sự chỉnh tề, tóc mái đều chải chuốt. Nhưng hai bên tóc mái bạc trắng vẫn khó mà giấu được độ tuổi. Trần ông hình như hơi đi khó khăn nên phải chống một cây gậy ba tông. Đứng trước một phòng khám bệnh cứ ngó nghiêng một lát, rồi lại đi sang phòng tiếp theo, không giống như đi khám mà giống như đang tìm người. Đứng cách đó 3 mét, Lương Thừa ôm vai Kiều Uyển Lâm dừng lại hỏi. Ông ơi, ông tìm ai vậy? Có hẹn trước với bác sĩ nào hả? Người kia nghe tiếng xoay người lại, Kiều Uyển Lâm kinh ngạc. Thầy đoán. Đoàn Từ Tồn sững sờ nhìn bọn họ, gần 60 tuổi trông già rồi cối hơn. Ngày xưa giống như chống gậy mà mất dần đi phong thái đĩnh đạc. Sắc mặt Lương Thừa có chút xì xuyển,
tuy hơi bất ngờ nhưng không nằm ngoài dự kiến. Dường như anh đã sớm ngờ tới để nói. Bệnh nhi ông quên góp tiền cứu chữa đang ở phòng bệnh, chỗ này không có người ông cần tìm đâu.